Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu giày len cho bé như thế này Ở mặt trước thì mình có trang trí các cái họa tiết muối cam ở đây, như thế này Thì dụng cụ gồm có len cotton, Kim móc mình dùng kim móc 2 đầu số 4 Kéo cắt len Kim khâu len Và nút dùng để cài cái phần quai giày Bây giờ mình sẽ dùng màu cam để móc cái phần thân giày. Thì ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế giày len như thế này. Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này. Thì mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc lên cái phần thân giày. Sau khi móc đến cái mũi cuối cùng của cái phần mặt đế, á, các bạn móc tiếp cho mình vào cái chân móc bên này. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. thì ở cái phần thân đế ở đây các cái chân móc này nó có hai cái chân móc như thế này các bạn đâm kim vào cái chân móc ở phía trong cho mình đây đâm kim như thế này thì cái mẫu giày này mình không dán đế cho nên mình sẽ để cái mặt trái của giày ở phía trong nha cái chân móc đầu tiên các bạn móc cho mình vào cái chân móc ở phía trong này móc vào đây cho mình một mũi nửa kép chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong như thế này chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và cũng móc cho mình vào các cái chân ở phía trong như thế này sau khi móc các cái mũi nửa kép đến cuối hàng tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời móc lên một mũi móc xích Móc vào chân móc đầu tiên một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc sau khi móc các cái mũi nửa kép đến cuối hàng tiếp tục móc vào cái chân móc bên cạnh này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len thì mình đã hoàn tất được một phần của thân đế như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần quay ở phía sau từ cái chân móc mũi dời của cái phần thân dưới này nè đây các bạn đếm ngược ra cho mình 13 mũi móc Đâm kim vào chân móc thứ 13 và ta sẽ bắt đầu móc cái phần thân trên từ cái mũi móc này. Các bạn đưa cái sợi len ra sau hàng móc. Móc và kéo len qua chân móc, móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc vừa móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi hàng móc của ta được 22 mũi móc. Cũng móc vào mỗi chân móc một mũi kép đơn. Thì khi móc các bạn cũng giấu cái sợi len thừa này vào trong mũi móc như thế này, đây. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được 22 mũi kép đơn, các bạn gặp đôi mặt đế lại, thì ở hai cái điểm này nó sẽ ngang bằng nhau như thế này. Từ cái điểm này các bạn móc lên cho mình 15 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 Sau khi móc được 15 mũi móc xích, tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Móc vào chân móc thứ 15 một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được 15 mũi kép đơn, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của phần thân sau một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len giấu cái phần len thừa này vào trong mũi móc thì sau khi giấu len xong ta được một chiếc giày ở bên phải như thế này đây đây là chiếc giày ở bên phải đối với cái chiếc giày ở bên trái á, các bạn móc cho mình 22 mũi kép đơn ở đây. Sau đó móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc và móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Từ đây móc lên 15 mũi móc xích, sau đó móc ngược lại cho mình các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Móc mũi dời vào đây sau đó giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì ta được chiếc giày bên trái như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái mặt mũi kem ở đây. Tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên hai mũi móc xích. và móc vào vòng tròn vừa tạo 12 mũi kép đơn. 1 2 12. Sau khi móc được 12 mũi kép đơn, các bạn dùng tay kéo cái sợi len ngắn guốc lại. Móc vào cái chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Các bạn guốc cái sợi len ngắn này lại để cái vòng tròn nhỏ lại. Đây. Tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên này, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân bên cạnh cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc 2 mũi móc đơn và mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên bên này, móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích, Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên móc hai mũi kép đơn cùng chân móc vào đây. Như vậy là ta đã được một cụm ba chân móc như thế này. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. ta được thêm một cụm 3 chân móc như thế này các bạn làm cho mình tương tự các cái cụm này cho đến cuối vòng cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào một chân móc xen kẽ là hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc móc cho đến cuối vòng sau khi móc xen kẽ các cái cụm chân móc cho đến cuối vòng tiếp tục móc vào cái chân móc bên này cho mình móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len các bạn chừa cho mình một đoạn len dài để mình dùng cái đoạn len này may vào trong cái phần thân dài bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần mũi cam ở đây đưa sợi len màu trắng ra phía sau mũi móc bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái hàng móc đầu tiên từ cái chân mũi móc của cái vòng đầu tiên này đâm kim vào một chân móc bất kỳ của cái vòng đầu tiên này đây đâm kim vào đây cho mình móc và kéo len qua chân móc móc vào chân móc kế bên này đây móc vào chân móc kế bên này một mũi dời tiếp tục móc vào chân móc kế tiếp một mũi dời tương tự chân kế bên cũng móc một mũi dời chân kế tiếp cũng móc một mũi dời làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng cũng móc vào mỗi chân móc móc một mũi giờ vào mỗi chân móc sau khi móc các cái mũi giờ cho đến cuối vòng như thế này các bạn tiến hành kéo và cắt len ở đoạn len màu trắng này các bạn chừa cho mình một đoạn gấp 3 lần cái đoạn màu cam ban nãy bây giờ mình sẽ tiến hành móc tiếp cái vòng thứ hai đâm kim vào cái chân móc kế bên cái chân móc mà mình vừa kết thúc á. Đây, đâm kim vào đây, đâm vào giữa hai cái mũi móc màu trắng này. Sau đó kéo cái sợi len ra phía sau các cái hàng móc. Đây, kéo sợi len ra sau hàng móc. Như vậy là ta đã kết thúc được cái vòng tròn thứ nhất. Quay ngược cái mặt sau lại. Các bạn đưa cái sợi len vuông góc với cái vòng tròn thì ta được cái chân móc ở đây các bạn đông kiên qua cái chân móc này móc và kéo len qua chân móc móc vào cái chân móc kế bên một mũi dời chân bên cạnh cũng móc một mũi dời chân kế tiếp cũng móc một mũi dời làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối vòng cũng móc cho mình vào mỗi chân móc móc một mũi dời vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng các bạn tiến hành kéo len, kéo sợi len qua hết cái chân móc. Dùng kim đâm từ phía sau ra phía trước của cái chân móc kế bên này. Đây, đâm như thế này. Móc cái sợi len này ra phía sau. Thì ta được một cái vòng thứ hai hoàn tất như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng kim khâu để chia muối kem ở đây. Tiếp tục các bạn dùng kim đâm từ phía sau của cái chân móc sát cái chân móc mà mình vừa móc á. Đây, đâm kim từ phía sau lên. Đâm như thế này. Đâm vào chính giữa của hai cái chân móc màu trắng này nè. Đây, đâm vào đây. Kéo sợi len qua. Sau đó đâm kim vuông góc với cái vòng tròn ở phía trong, cũng đâm kim cho mình vào giữa hai cái chân móc màu trắng như thế này. Kéo sợi len ra phía sau. Tiếp tục ở cái vòng tròn phía trong này nè, các bạn bỏ qua cái chân móc mũi dời bên cạnh này. Sau đó đâm kim từ phía dưới lên phía trên của cái mũi dời kế bên á, đây. Đâm kim vào giữa hai cái chân màu trắng như thế này. Sau đó kéo sợi len lên phía trên. Tiếp tục đâm kim vuông góc lên cái vòng tròn ở phía ngoài, cũng đâm kim cho mình vào chính giữa cái mũi móc màu trắng này. Tương tự ở cái vòng tròn phía trong các bạn cũng bỏ qua cái chân móc kế bên này nè, cái chân mũi dời kế bên này. Sau đó đâm kim từ phía dưới lên phía trên của cái chân mũi dời kế tiếp á. Đâm kim lên phía trên. Sau đó cũng đâm kim vuông góc với cái vòng tròn ở phía ngoài. Cũng đâm kim vào chính giữa của cái mũi móc màu trắng á. Làm tương tự cho các mũi kem còn lại. Cũng bỏ qua cái chân móc mũi dời kế bên và đâm kim vào cái chân móc mũi dời kế tiếp. Sau đó đưa kim vuông góc với cái vòng tròn ở phía ngoài, làm tương tự cho các cái mũi cam còn lại. Sau khi chia mũi cam hoàn tất thì các bạn giấu cái sợi len màu trắng này vào trong cái mặt sau của mũi móc như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành may vào trong cái phần thân giày. Ta đưa cái mũi cam này vào trong cái thân giày, đây. Từ cái chân móc đầu tiên của cái phần gót giày á, đây, các bạn đếm ngược ra cho mình. 1, 2, 3, 4, 5 Đâm kim vào chân móc thứ 6 Đồng thời đâm kim vào cái chân mũi dời của cái mũi kem á Đâm kim vào đây Kéo sợi len qua Tiếp tục đâm kim vào cái chân móc kế bên của cái phần thân dày nè Đây, cái chân móc kế bên này Đồng thời đâm kim vào cái chân móc kế bên của cái phần mũi kem á Đây, các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc màu kem như thế này Đây sau đó kéo cái sợi len qua tương tự cũng đâm kim vào cái chân móc kế bên của phần thân dày đồng thời đâm kim lên cái chân móc kế bên của cái phần muối cam á đây đâm kim vào cái phần màu cam như thế này sau đó kéo sợi len qua may tương tự cho đến cái điểm phía bên này cũng chừa ra cho mình năm mũi móc ở đây cũng đâm kim đồng thời vào hai chân móc kế bên của phần thân và phần muối cam như thế này sau đó kéo sợi len qua làm tương tự cho các cái chân móc còn lại. Sau khi may cho đến cái phần gót giày phía bên này, các bạn cũng chưa ra cho mình năm mũi móc. Từ cái điểm cuối cùng này, các bạn tạo cho mình một guốc ở đây, guốc thật chặt vào. Sau đó giấu cái sợi len thừa này ra phía sau của cái hàng móc và may cho mình một hạt nút ở đây. Sau khi giấu len và may nút thì mình đã hoàn tất được một cái đôi giày muối cam xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công.